Cân điện tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Video này cân tử Gia Phát chia sẻ với anh chị một dòng cân điện tử chuyên để cân hạ mic, là cân trọng lượng từng trái mic khi mà anh chị xuống tải. Mã sản phẩm của chúng ta hôm nay đó là Super 6 và mức cân tối đa của dòng cân này đó là 30kg anh chị ạ. Và đây là dòng cân điện tử inox chống nước chống rỉ anh chị nha. Vì sao phải chọn cái cân inox chống nước để cân hạ mic? Tại vì mic nó hay có mũ dính vô cân á, và có đôi khi mình muốn rửa cái cân sạch sẽ cho nên mình chọn cái dòng cân này. Và cân này nó có hai màn hình phía trước và phía sau, là nó tiện lắm luôn, cho nên thông thường là mình không có để hướng này đâu, mình quay ngang lại, cho nên là mình chỉ cần là một cái cân thôi, để ở đuôi xe tải mà chính giữa, để cho hai người thanh niên bên trái và bên phải cùng cân được luôn, cùng cứ lần lượt mình cân, mình bỏ qua mấy xuống, nó tiện hơn, nó tiết kiệm hơn so với cái việc là mình mua hai cái cân đồng hồ và để trên hai cái ghế. Và cân này nó sử dụng pin sạc anh chị ha. Cái pin với cái sợi dây sạc nó nằm dưới cái bụng của cái cân á, mình chỉ cần tháo cái nắp này ra là mình sẽ thấy được cái sợi dây sạc và thấy luôn cục pin. Đây, sợi dây sạc nó dài lắm, mình có thể kéo nó dài ra. Vì sao mà phải quay cái cảnh này cho anh chị? Tại vì á, thông thường á, là mic á, anh chị sẽ để một cái cân cố định lên cái ghế luôn, cho nên phải trước khi mình lắp cố định á, thì mình kéo lấy cái sợi dây nguồn này ra. Khi mà mình để lên cái cân cố định lên cái ghế như thế này nè, là mình có cái sẵn cái sợi dây sạc, để khi nào mình sạc là mình cắm vô ổ điện thôi. Còn việc mà mình muốn cố định cái cân này vô cái ghế thì đơn giản lắm, mình lấy băng keo mình dán vòng thôi, giống y chang như anh chị dán cái cân đồng hồ như thế nào thì mình dán cái cân này y chang vậy, chứ không có gì khác nhau hết á. Cân điện tử Gia Phát có tặng luôn cho anh chị một cái đĩa cân inox cong lên như thế này nha. Tại sao lại ưu ái tặng cho những cái chị hạ mic như vậy? Tại vì trái mic nó tròn á, cái mình để mình, nếu mình có một cái mâm nó cong lên, mình đặt cái quả trái mic lên cái mâm cong như nè, thì nó không có lăn ra ngoài, tại vì nó có mấy cái gờ cong lên như nè, nó đâu có lăn ra ngoài được đâu, cho nên mình đặt ở đâu thì nó nằm yên cái đó, nó tiện lợi hơn. Còn bên dưới cái đĩa cân á, thì em đã để sẵn luôn mấy cái keo hai mặt á, mình chỉ cần tháo nó, mình ịnh xuống đĩa cân, là cái đĩa cân inox cong lên với đĩa cân inox nó dính lại với nhau, nó cố định với nhau luôn, nó không có rời ra, cho nên là nó an toàn, nó khít với nhau lắm. Một câu hỏi đặt ra là bây giờ cái đĩa cân bỏ lên thì nó có bị dương ký không? Cân đồng hồ thì bỏ gì lên thì nó phải dặn lại cái núm để cho cái kim nó thẳng lại số 00. Còn cân điện tử thì nó có tính năng tare, tính năng cân trừ bì. Còn nếu như mà ngay từ đầu mình đặt cái đĩa cân lên đó, thì mình không cần phải suy nghĩ gì hết, bấm on cái thì nó sẽ mặc định, nó sẽ trở về zero để mình cân thôi. Đây ví dụ như là có cái mâm là cái trái này, trái mic này nó là 3kg gần một lạng ha, 3.09 kg. Còn giờ nếu mà không có cái mâm, mình bấm zero một cái, mình đặt cái trái mic lên, ví dụ trái mic lên nè, thì nó cũng sẽ là 3.09 thôi, 3.09 kg, gần 3.1 kg mình đó, cũng giống như nhau thôi anh chị ha. Anh chị đã vừa xem xong cân điện tử inox chống nước Super 6 30kg chuyên để cân hạo mic có hai màn hình anh chị ha. Thì xem xong video này mà cảm thấy cái video này nó hữu ích, nó đúng với mục đích sử dụng của mình và mình cần mua nó, thì anh chị hãy gọi nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909899833, thì cân điện tử Gia Phát sẽ báo giá tốt nhất và giao cân nhanh nhất đến anh chị. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy video này nó hay, nó mang đến cho anh chị nhiều cái thông điệp hữu ích về dòng cân điện tử chuyên với hạ mic, thì anh chị hãy bấm nút subscribe hay nút bấm like bên dưới video này để nhận được nhiều hơn những video mới nhất từ kênh điện tử Gia Phát về những dòng cân chuyên dụng khác anh chị ha. Cân điện tử Gia Phát cảm ơn anh chị rất nhiều đã dành thời gian xem trọn video này, và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.